Ngân Quỳnh xin mến chào quý vị khán giả của chuyên mục Đẹp và Thẩm mỹ. Hôm nay chúng ta lại tiếp tục gặp thêm một vị khán giả may mắn nữa. Đó là chị Hồng Hải đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Chị đã may mắn trúng thưởng gói làm đẹp miễn phí từ chương trình. Chào chị Hải. Chào Ngân Quỳnh. Chị, hôm nay chị sẽ được đối diện cùng với bác sĩ Dương Khánh Long. Bàn tay vàng phẫu thuật thẩm mỹ 2013 sẽ tận tay làm đẹp cho chị và giải đáp những thắc mắc của chị. Chào bác. Chào chị Hồng Hải, chào Ngân Quỳnh. Chào bác sĩ Long. Chị Hải nè, khi mà trúng thưởng rồi thì chị quan tâm chỉnh sửa gì trên gương mặt của chị? Khi được trúng thưởng thì mình quan tâm nhất là chỉnh sửa trên cái mắt mình. Tại vì khi lớn tuổi thì da nó sẽ nhiều, nó làm cho cái mí mắt không được đẹp nữa. Thưa bác sĩ, theo góc độ chuyên môn của bác sĩ thì bác sĩ nhìn trên mắt của chị Hải thì bác sĩ sẽ cải thiện như thế nào? Nãy giờ chị Hồng Hải trao đổi với Ngân Quỳnh đó, thì mình cũng có quan sát cái đôi mắt của chị rồi. Đương nhiên là ở cái tuổi này thì cái vấn đề lão hóa da là không thể tránh khỏi. Tuy nhiên của chị đó là đặc biệt nặng hơn, nhìn nó những cái đường nhăn li ti nhỏ nhỏ nó nhiều hơn là người khác, là bởi vì đặc điểm da của chị đó là cái lớp mỡ dưới da nó rất là mỏng. Cho nên nó là lớp mỡ dưới da mỏng thì nó xuất hiện những cái đường nhăn li ti rất là nhiều. Và trong một số cái chương trình đó thì mình có nói về cái vấn đề cái túi mỡ xung quanh mắt đó, thì của chị Hồng Hải đó, cái túi mỡ này nó cũng khá là mỏng. Cho nên là cái mí trên của chị đó, khi mình nhìn ra mí trên nó cũng có cái dạng thôi, nó chưa phải là lõm lắm nhưng mà nó cũng có cái dạng lõm. Thì đây là những cái trường hợp mà chúng ta có thể giải quyết bằng cái phương pháp là chúng ta kéo cái da lên. Và chúng ta khi mà chúng ta kéo da lên, chúng ta giải quyết cái gì? Thứ nhất là giải quyết cái nếp nhăn. Cụ thể là những cái nếp nhăn li ti của chị giữa cái chân mày và cái mí trên á, cái mí mắt trên á, nó có rất nhiều những cái nếp nhăn li ti ngang như thế này. Thì khi mà chúng ta kéo lên như vậy đó thì chúng ta làm thẳng nó ra. Đó là một vấn đề. Cái vấn đề thứ hai, hiện nay cái mí trên của chị rất là bé, rất là nhỏ. Chúng ta kéo lên thì như vậy là nó lộ cái mí cũ của mình ra, cái mí thật của mình á. Và như vậy thì chúng ta sẽ thấy nó đẹp hơn. Và nếu không còn dư da nữa thì đương nhiên nó sẽ trẻ hơn. Đó là hai vấn đề. Vấn đề thứ ba là khi chúng ta kéo lên như vậy đó, chúng ta xóa luôn cái chân chim đôi mắt. Sẵn đây nói luôn là có một cái tin vui dành cho chị. Mặc dù chị trúng thưởng cái gói là lấy da thừa ở mí trên, đúng không ạ? Nhưng mà sau khi nói chuyện với chị nãy giờ thì thấy cái da thừa mí dưới của chị nhiều quá. Nếu mình làm mí trên thì mí dưới nó cũng chừa lại, nó không đẹp. Thì chương trình quyết định là sẽ tặng cho chị lấy luôn da thừa và bọn mỡ mí dưới luôn. Cảm ơn chương trình rất nhiều và cảm ơn bác sĩ. Chị Hải đã hạnh phúc chưa? Dạ, rất là hạnh phúc. Hôm nay là hạnh phúc của chị được nhân đôi luôn, phải không? Theo lời trình bày của bác sĩ vừa rồi á, chị còn thắc mắc gì nữa không? Chị có muốn hỏi bác sĩ gì nữa không? Có một câu hỏi là bác khi mà mình bị bệnh gì thì không được đụng chạm đến mắt nè bác. Thật ra thì khi mà chúng ta làm thẩm mỹ đó thì có nhiều người nghĩ là thí dụ như tôi bị cườm có làm thẩm mỹ được không, tôi bị cận thị có làm thẩm mỹ được không, tôi bị viễn thị có làm thẩm mỹ được không. Thì đó là những cái câu hỏi mà thường hay gặp. Thì chúng ta nên hiểu rằng khi mà làm thẩm mỹ đó là người ta chỉ làm ở ngoài da thôi, không đụng chạm gì đến nhãn cầu cả. Do đó thị lực của chúng ta hay những cái bệnh có bên trong của nhãn cầu không bị ảnh hưởng. Có nghĩa là trước đó chúng ta bị viễn 2 độ đi, viễn thị 2 độ, thì sau khi làm xong nó vẫn là 2 độ, nó không có tăng độ lên, cũng không thể giảm độ xuống. Bởi vì cái nhãn cầu là một cái cấu trúc riêng biệt với cái phần da bên ngoài, và chúng ta chỉ làm ở phần da bên ngoài thôi. Sau khi bác sĩ tư vấn rồi thì chị có đủ tự tin để mà bước vào ca phẫu thuật không? Cảm ơn bác sĩ Long và chị đã tham gia chương trình. Quý vị khán giả thân mến, nếu như quý vị muốn biết đôi mắt của chị Hải sẽ thay đổi thế nào sau phẫu thuật thì hãy xem tập phát sóng tiếp theo của chương trình Phụ nữ chúng mình nhé. Và bây giờ thời lượng chuyên mục Đẹp và Thẩm mỹ đến đây đã hết rồi.
Mời quý vị hãy xem chương mục tiếp theo của chương trình hôm nay nhé.